Thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật ngày 17, Vũ Nhân đang có mặt tại Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, thành phố Fresno đã long trọng cử hành thánh lễ đặc biệt với sự hiện diện và đồng tế của quý cha từ giáo phận Fresno đến để chứng giám việc Đức cha Armando, giám mục giáo phận Fresno, chính thức bổ nhiệm linh mục quản nhiệm Victor Đinh Toàn làm cha chánh xứ nhà thờ Đức Mẹ La Vang, thành phố Fresno, miền trung của tiểu bang California. Trong thánh lễ nhận làm cha xứ giáo xứ Đức Mẹ La Vang hôm nay, cầu mong cho tất cả chúng ta luôn có niềm tin vững mạnh, kiên trì lắng nghe tiếng Chúa và thực hành các điều Kinh Thánh dạy chúng ta vào đời sống. Hôm nay, thay mặt cho Hội đồng Mục vụ và Cộng đoàn Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, chúng con xin chia sẻ cùng với cha trong niềm vui vô biên này. Và cảm ơn cha đã nhận là cha xứ giáo xứ của Đức Mẹ La Vang chúng con. Chúa ơi, tình ngài bao như thái sơn, Chúa cha mau tình mến thương. Ngày hôm nay quả là một cái sự vinh hạnh và là niềm vui cho giáo xứ Đức Mẹ La Vang tại Fresno. Sau gần 30 mấy năm, hôm nay là lần đầu tiên cha Victor Đinh Toàn được Đức giám mục của giáo phận bổ nhiệm làm cha sở, cha xứ của giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đây là một cái niềm phải nói là rất là hân hoan và chờ đợi bấy lâu của con cái nhà thờ Đức Mẹ La Vang. Mà ngày hôm nay Chúa đã thương chúc phúc cho giáo xứ có được một cha chính xứ. Cảm tưởng của cô là rất là vui mừng bởi vì 40 năm nay bây giờ Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Fresno lần đầu tiên có một cha xứ. Rất là vui mừng nhận được một cái tin là cha Toàn là làm chánh xứ ở đây. This is a wonderful experience to be with this parish, and it's the first time I've been here. To know Father Victor all these years, and I am honored to be the person today to be with him as he is being named officially the pastor of this wonderful parish. God bless you. Hôm nay nhà thờ của mình là vui lắm, mà bác cũng chúc mừng cho cha được lên chức. Gần hơn 40 năm. Lần đầu tiên của cái giáo xứ của mình cũng là niềm hãnh diện của Việt Nam mà nói riêng cho cái giáo xứ của Fresno. Rất là vui là vì có thể nói là đây là một sự ưu đãi của Đức cha đối với cộng đồng Công giáo Việt Nam của chúng tôi ở Fresno, là vì là một giáo xứ mà hoàn toàn do cha chánh xứ người Việt Nam, do giáo dân Việt Nam ở một đất nước này thì là một cái ơn rất là đặc biệt. Mình là rất là vui khi nay là rất vui sướng có cha xứ của xứ mình. Thưa cha, xin cha có thể cho quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN biết được cảm tưởng của cha ngày hôm nay như thế nào. Hôm nay được nhận làm cha xứ giáo xứ Đức Mẹ La Vang, cảm thấy rất là trong lòng phấn khởi, sẽ tiếp tục và dấn thân vào đời linh mục. Thưa quý vị, đây là tin vui cho toàn thể giáo dân Việt Nam trong giáo phận Fresno và các nơi. Bởi vì lần đầu tiên trong mấy chục năm qua, giáo xứ Đức Mẹ La Vang trong giáo phận Fresno mới có được một vị linh mục Việt Nam làm cha chánh xứ. Vũ Nhân tường trình cho đài truyền hình SBTN từ thành phố Fresno, tiểu bang California.